Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mặt Vật. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách lắp thiết mực và vệ sinh nội in đối với dòng máy Godet RT863i này. Thì trên bàn em đã chuẩn bị cho một chiếc máy Godet RT863i có độ phân giải là 600 dpi. Thì bắt đầu em hướng dẫn mọi người cách thiết mực ha. Thì mình cần chuẩn bị đầu tiên là phải có mực và giấy ha, trắng cái này mình mua ha. Còn đi kèm với máy là sẽ có hai cái trục này để mình gắn mực vật cái cuộn thu này lại. Thì đây là hai phụ kiện mà đi kèm theo máy nha mọi người. Mọi người chú ý kiểm tra và đừng để làm mất ha. Rồi, thì đầu tiên thì em xin hướng dẫn mọi người cách làm mở cái nắp máy này lên. Đây mọi người có thể thấy là hai bên có hai cái tay màu xanh này, có cái nút đây mọi người có thể nhìn kỹ hơn thì có cái nút di chuyển tới để mình kéo tới này, kéo tới thì mở lên. Đó, mình kéo tới thì đầu in nó sẽ bung nhẹ lên một cái. Rồi mình mở giờ lên đây. Đây, mình giờ lên đây. Đó, giờ đứng lên. Thì phía trong này, đây là cái đầu tiên đã lắp giấy trước ha. Thì đây là cái khung để cái ô để mình lắp giấy. Đây có nút unlock này để mà mở khóa này. Phía dưới là có cái nút màu xanh này, mình có thể nhìn thấy ha. Mình nhấn vào đây, nhấn giữ vào đây để có thể là di chuyển cái này đi ra đi vô. Đây. Đó, mình nhấn giữ ha. Còn không nhấn giữ thì nó bị cứng lại nhá. Để có đẩy vô kéo ra. Nhấn giữ nha mọi người. Rồi mình lắp giấy vào thì mình thấy là hai cái lõi đây tương ứng với là hai cái khớp hai bên, thì mình kéo ra cho nó ròng ròng xí để mình dễ bỏ vào. Mình kéo ra nha, mình nhớ nhấn nút rồi kéo ra ha, sau đó là đẩy cho nó vào. Trong khi bỏ vào khớp thì mình đẩy vào cho nó vừa với lại cái cuộn giấy, thì tùy theo kích thước giấy lớn nhỏ thì mình có thể để vào cho nó vừa. Tiếp theo mọi người có thể thấy là dưới này có hai cái nẹp hai bên này để mình cố định cái giấy lại, thì mình nhớ là luồn giấy qua. Đây mình luồn giấy qua như thế này giúp em ha. Mục đích luồn ra để cho nó nằm dưới cái này là để không bị giấy bị chảy lên phía trên. Nếu bị chảy lên phía trên thì nó sẽ lật qua lật về thế này, còn nếu mà mình luồn qua phía dưới thì nó sẽ giấy sẽ được cố định lại, không thể nào mà chảy ra được, nên ra con tay mình nó không bị lật. Tiếp theo thì em hướng dẫn mọi người lắp mực. Thì lắp giấy rất đơn giản rồi nhá. Lắp mực thì đầu tiên mình phân biệt là mặt nào là mặt mực. Thường là mực outside. Nếu mà có một vài trường hợp thì mình có thể sử dụng mực inside. Thì outside nghĩa là mặt mực nằm bên ngoài. Mình có thể là sử dụng một cách để test. Đây, thì nếu mà mọi người mặt mực ngoài, mọi người có thể là miếng decal dán vào, mặt keo dán vào cái mực. Mà nếu mà không có mực là nghĩa là mặt trong không có mực, mặt ngoài dán có mực ha. Cái bước kiểm tra mực này mục đích để mình lắp cho đúng chiều. Còn nhiều khi mình in tem ra giấy trắng thì mình có thể là thử đảo cái chiều mực này lại, tại vì nó không đa mực thì thật ra mình bị lắp ngược mực thì in ra giấy trắng. Mình có thể mở cái nắp này lên ha. Đó thì mở lên bằng cách là bật nhẹ nó lên nè. Mọi người có thể nhìn để ý phía bên trong đó nè, có phía dưới là đây là màu trắng nè, có những bên trong màu trắng, phía trên màu xanh. Cái giấy màu trắng này thì mình để lắp cuộn mực như thế này nha. Đây thì cái mặt mực là mặt ngoài nên mình sẽ áp xuống mặt giấy, nó sẽ nằm theo chiều thế này. Đấy, áp xuống mặt giấy thì lúc mà tỏa nhiệt ra thì nó mới hằn chữ lên được. Đây nằm theo chiều thế này nha. Rồi đây mình có thể để ý là những cái khớp này nó sẽ vừa với khớp này thì nó sẽ nằm theo chiều thế này. Đây để sát vào. Rồi mình lắp cái khớp vuông vào trước, mọi người có thể nhìn thấy không? Lắp khớp vuông vào trước, sau đó mình đẩy đây lọt vào. Như vậy là mình đã lắp cuộn mực xong. Tiếp theo mình lắp cuộn thu tương tự. Đây cái là vuông này, mình lắp vuông với lại cái khớp ở bên này. Đó, sau đó thì mình đẩy nó vào với lại cái khớp ở đây. Rồi mình có thể là dán mực vào cái cuộn thu này bằng cách là lột một miếng deca, mình dán vào cái cuộn thu để cố định mực với lại thôi. Rồi sau đó mình lăn một vài vòng để cố định lại. Đó, rất đơn giản đúng không mọi người? Rồi sau đó mình đóng nắp xuống. Rồi để đóng cái máy RT863 này mình chú ý một cái ha. Phía bên cần này có một cái thanh trượt này. Mình trượt tại vì cái thanh này mục đích nó giữ cái vùng phía trên này nó đứng lên. Nên là nhiều khi mình bật xuống mạnh quá thì nó nhiều lần thì nó sẽ gãy cái này. Đây có thanh trượt để mình nhả ra. Mình đóng xuống thì nó rất là nhẹ nhàng. Rồi xuống đây thì mình đóng. Đấy, đóng cái kịch xuống một cái thì là máy đã được lắp thiết mực xong.
Rồi thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người cách là vệ sinh chiếc máy này làm sao cho đúng cách ha. Thì vệ sinh chủ yếu là mình vệ sinh đầu in và trục ruler thì nó nằm phía trong này. Thì đầu tiên thì mình cùng mở nắp máy lên, thì bằng cách là kéo hai cái tay một chân này, tay bung lên, mình dỡ nắp máy lên. Đây, mình có thể là tháo giấy ra cho tiền trong quá trình vệ sinh nha. Đây, tháo giấy ra, để tháo mực này, mình nhấn giữ nút unlock để tháo giấy nha mọi người. Tháo mực này, mình cũng có thể tháo mực ra, tháo mực thì mình chỉ cần tháo một bên thôi cũng được, phía trên này cũng được, tại vì cái đầu in nó là cái nguyên cái cụm này nè. Đây mọi người có thể thấy là nguyên cụm đầu in ở đây, đây là vị trí của đầu in, vị trí mình cần vệ sinh. Với lại mọi người chú ý là trong quá trình vệ sinh là ví dụ mình có mang nhẫn đồng hồ thì mình tay mình phải tránh tiếp xúc cà sát hoặc là có ma sát vào đó làm trước đầu in đó. Để vệ sinh thì mình có thể sử dụng là bông gòn này và cồn 90 độ. Thì hai cái loại này mình có thể mua rất đơn giản ở những cái tiệm thuốc tây hoặc bên ngoài. Mình lấy giúp em một ít bông gòn vừa đủ ha, vừa phải, rồi tẩm lên một ít cồn cho nó vừa đủ lớp thôi nhé. Sau đó thì mình vệ sinh ở cái vị trí đầu in. Mọi người lưu ý giúp em thêm một cái điểm nữa là mình chỉ cần vị trí mình chỉ kéo qua một cái thôi ha, nhưng mình đừng có trả qua trả về, tại vì nhiều khi có bụi bẩn nó nằm trên này chạc qua chạc về nó cũng gây ảnh hưởng tới cái đầu in cục. Tiếp theo thì mình lấy một cái miếng bông gòn khác, sau đó mình cũng làm như vậy cho nó. Rồi mình làm như vậy cho em một vài lần tới lúc nào mà mình thấy trên bông gòn mà nó đã trắng, không còn vết dơ của bụi bẩn hay mực nữa thì mình thôi về xin đầu in. Thì mình chuyển xuống tiếp một bộ phận cũng quan trọng nữa, đó là trục roller. Thì đây là vị trí của trục roller ha, mình vệ sinh luôn trục này giúp em ha, tại vì đây là cái những vị trí mà nó tiếp xúc trực tiếp với giấy mực. Đây, vị trí của trục roller thì mình vệ sinh cho nó sạch giúp em ha. Đó, thì mình chỉ cần là vệ sinh hai cái bộ phận quan trọng nhất của máy, hai cái này cho nó đúng cách, rồi sau đó thì mình có thể là vệ sinh xung quanh hoặc bên ngoài, tại vì cồn tính chất của nó là rất dễ bay thôi, nên thành ra mình đợi một xí, đợi tầm một phút là nó có đã bay hơi hết. Sau khi vừa đã bay hơi thì mình tiến hành là mình lắp đặt cái mực lại như cũ. Đó. Rồi mình sử dụng lại bình thường. Đó. Mình sử dụng lại bình thường. Cái thời gian mà mình cần vệ sinh thì thường nếu mọi người in ít á thì có tầm 3 ngày hoặc là 1 tuần mình vệ sinh một lần. Còn nếu mà thời gian ít nhiều thì một ngày cuối ngày mình có thể vệ sinh một lần, tại vì cái thao tác này tương đối là đơn giản. Vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh đầu in cũng như là lắp đặt đế mực đúng cách đối với dòng máy RT863 863i này của hãng Kodak. Thì mục đích của việc này thì mình có thể là trơn tru hơn trong cái quá trình mình sử dụng cũng như là tuổi thọ của máy được kéo dài hơn nếu mà mình sử dụng nó đúng cách. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.